Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về cách định hình một cây xanh bonsai. Đây là một cành xanh mình đã dâm cành và nó đã sống, nó đã phát triển dài thêm được khoảng 50cm rồi. Với cái hình dáng của nó như thế này, bây giờ chúng ta cần phải định hình cho nó một cái dáng thế để chúng ta chăm. Bởi vì nó là một cái cành bonsai thôi, cho nên là mình làm theo kiểu cành bonsai. Cho nên mình sẽ định hình luôn dáng thế của nó để mình chăm. Và khi nó phát triển lên rồi thì chúng ta sẽ cho vào khay chậu để chúng ta chơi. Hiện tại là tôi đang cho vào một cái bình nhựa để tôi chăm cho nó phát triển tốt. Đó, hiện tại là nó có hai cái cành nó tẽ ra như thế này. Và cái dáng của nó là nó có một cái cung là cung long rồi, cho nên chúng ta sẽ uốn làm sao để cho nó có một cái dáng định hình một cái dáng của nó để mình chơi. Và bây giờ tôi sẽ thao tác để quý vị các bạn cùng xem. Này, từ cái ghế hỏng, ghế xoay hỏng, mình đã chế tạo được thêm một cái dụng cụ để phục vụ cho quá trình chơi cây, đó là bệ xoay. Mình tháo cái mặt ghế ra và mình làm cái bệ xoay. Cái này nó đang có một cái cung long như thế này rồi, nó đổ dáng đây. Thì bây giờ chúng ta định hình, chúng ta lấy cả hai cái ngọn này, hai cái cành này. Và các bạn sử dụng cái dây nhôm này. Dây nhôm nó, cái cành này nó đã to rồi, cho nên chúng ta sử dụng cái dây nhôm nó tương đối cứng thêm một chút để cho nó, khi chúng ta uốn nó dễ dàng. Cái này tôi mới trồng thôi cho nên nó lay góc một chút không được gì. Cái xanh này thì nó rất là dễ sống, miễn là nó phát triển dễ rồi là nó sẽ sống. Chúng ta sẽ xoáy cái dây nhôm này quanh cái cành xanh chính của nó để chúng ta uốn. Như ở đây nó rất nhiều những cái cành phụ, và chúng ta có thể chúng ta bỏ bớt những cái cành mà chúng ta không định hình nó. Đấy, cắt bớt đi, nó đỡ vướng, người ta làm nó dễ. Đặc biệt là cắt những cái cành hay nằm ở phía dưới, chúng ta để lại một số cành để chúng ta làm tay tán cho nó thôi. Các bạn uốn theo cái cành chính của nó. Các bạn mới tập chơi hoặc chơi mang tính chất thư giãn, chơi vui, chúng ta có thể làm từ những cái cây xanh bé như thế này. Chúng ta làm, chúng ta chơi xanh bonsai. Còn lại là người ta làm thương mại thì người ta có thể mua những cái gốc xanh nó đã lớn rồi để người ta làm, người ta kinh doanh. Và mình làm cái này chỉ mang tính chất giải trí thôi, chơi. Và biết đâu được vài ba chục năm nữa thì nó mới phát huy giá trị. Và chúng ta hiện tại thì nó đang giúp chúng ta, mang lại cho chúng ta cái giá trị tinh thần. Và trong cái thời gian tiếp theo, đến thời con cháu của chúng ta, thì lúc đó là biết đâu là nó lại mang lại giá trị vật chất. Còn hiện tại là chúng ta đang chơi mang tính chất tinh thần là chính các bạn ạ.
Đó, sau khi chúng ta định hình được cái cành chính của nó và cái cành đây nó có một cái cành bé. Thông thường thì cái cành ngọn chính của nó đây, nhưng mà bây giờ tôi sẽ định hình cái này nó sẽ là một cái đi lên là cái ngọn, còn lại cái cành ngọn chính của nó kia thì lại cho thành cành rơi thôi. Ta sẽ lấy cái cành này, ở cái cung này thì chúng ta uốn lên nó một cái cung long nữa, nó rất là dễ, cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn nó để làm một cái ngọn. Về nguyên tắc của chơi cây thì bao giờ cũng định hình nó là phải có gốc và có ngọn. Mà chúng ta quy ước cái ngọn của nó lấy ở vị trí nào, ví dụ như chúng ta không đẩy nó lên trên thì cái cành này nó rơi xuống thì sẽ làm ngọn ở phía dưới, thì có thể gọi là ngọn cành huyền hoặc là cành hoành này, hoành huyền này. Đấy, ví dụ như cái này nó đang có một cái cung long sẵn rồi này, thì chúng ta sẽ vẫn lấy cái gốc, cái điểm tì của nó vào đây, chúng ta uốn cái cành xanh này nó rất dẻo các bạn. Các bạn có thể uốn đây, uốn nó xuống này, và chúng ta cho nó bay lượn một chút, bay lượn một chút. Cành này sẽ xoáy lên làm ngọn. Cành này xoáy lên làm ngọn thì chúng ta sẽ xoáy cái cung nó lên như ta lượn làm sao nhìn cho nó thật là thẩm mỹ. Như cành này thì xa nó xuống nhẹ. Thực ra trong cái chơi cây cảnh này thì nó có nhiều cách để uốn dáng thế cho cây, nhưng mà tùy vào chúng ta vẫn phải tuân theo những cái luật của cây để chúng ta chơi. Tuy nhiên là tùy vào cái góc thẩm mỹ, cái trình độ thẩm mỹ, rồi cái khả năng của từng bạn, các bạn có thể tạo cho mình cái dáng vẻ của cây nó khác nhau. Miễn sao là nó cũng đem lại cái giá trị thẩm mỹ. Chúng ta có thể cắt tỉa bớt những cái cành. Có lẽ là cái khu vực này chúng ta cần phải nuôi dài tiếp, nên là chúng ta sẽ cắt tỉa một chút vậy thôi để chúng ta nuôi dài nó ra tiếp. Cái cành này nó sẽ phát triển dài tiếp, và chúng ta định hình ngọn nó tới đâu thì chúng ta sẽ đưa nó tới đó. Đó, vậy là xong một thời gian rất là ngắn tôi đã định hình xong một cái
cây mini bonsai. Mini bonsai. Và khi chúng ta cho nó vào trong cái bình sứ, cái khay sứ hay là một cái chậu, thì nó sẽ thể hiện cái dáng của nó. Và khi định hình của nó, định hình xong cái cây này rồi, và nó cứ theo cái thế này, và chúng ta cắt tỉa để cho nó thành định hình một cái dáng của nó. Đó, theo con mắt thẩm mỹ của tôi thì tôi định hình cái cây này nó như thế. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn thật là sảng khoái. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.